Có rất nhiều bà con chưa biết cách tự tạo ra cảm viên dinh dưỡng cho gia súc gia cầm nhà mình mà chi phí lại chỉ bằng một nửa so với việc mua cám công nghiệp ở ngoài thôi nhá. Với những viên cám thơm ngon, chắc thịt và đầy dinh dưỡng này sẽ phục vụ cho đa dạng vật nuôi và phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Chào tất cả bà con đang theo dõi trên kênh Máy Nông nghiệp Bình Quân. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ bật mí cho bà con từ việc sử dụng những nguyên liệu giá rẻ và dễ dàng tìm mua như là các loại bột cám, ngô hạt, đỗ tương, cua cá ốc nhỏ và những nguyên liệu sẵn có như là rau xanh. Phối trộn lại với nhau sẽ tạo ra nguyên liệu làm cám viên cực kỳ dinh dưỡng dành cho gia súc và gia cầm. Và để có thể làm được điều đó, bà con hãy sử dụng chiếc máy ép cám viên S250 của Bình Quân Group chúng tôi. Năng suất ép cám của máy là từ 200 đến 400 kg mỗi giờ làm việc. Như vậy, việc sản xuất ra cả tấn cám viên mỗi ngày là chuyện quá đỗi đơn giản. Máy ép cám viên S250 thuộc dòng máy công nghiệp và sử dụng điện 3 pha 380V, nên S250 rất thích hợp sử dụng tại các hộ chăn nuôi vừa và lớn. Máy có chức năng là nghiền ép cám trong một quá trình, được thiết kế hợp lý với toa đựng rộng rãi, có thể nghiền ép được từ 10 đến 15kg nguyên liệu mỗi lần. Buồng làm việc được trang bị các bộ phận chi tiết và được cố định bằng chốt vít chắc chắn, đảm bảo nguyên liệu không bị văng ra ngoài trong quá trình máy vận hành. Nguyên liệu từ máng nạp được đưa xuống buồng làm việc. Tại đây thì hai quả lỗ ép quay tròn, tì chặt lên mặt sàng, có nhiệm vụ là nghiền, phối trộn và nén chặt hỗn hợp thô thành viên cám, để xuống khay cửa xả. Để có thể đáp ứng cho từng giai đoạn phát triển cũng như là đa dạng vật nuôi thì Bình Quân Group chúng tôi có thiết kế ra 3 loại mặt sàng với kích cỡ khác nhau cho ra kích cỡ viên cám 3 ly, 4 ly và 5 ly. Bộ phận dao cắt cám sẽ điều chỉnh được độ dài ngắn phù hợp với yêu cầu của chủ hộ chăn nuôi. Trong quá trình máy hoạt động thì máy sẽ sinh nhiệt khoảng từ 60 đến 70 độ C. Viên cám ép ra có thể cho vật nuôi ăn luôn. Bởi vì máy chạy động cơ 7,5 kW và sử dụng điện 3 pha 380V cho năng suất đạt từ 200 đến 400 kg mỗi giờ, nên các hộ chăn nuôi hoàn toàn có thể tự sản xuất số lượng lớn cám viên mỗi ngày, sau đó phơi khô đóng bao để sử dụng dần hoặc là bán cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ để kiếm thêm thu nhập. Với một mức chi phí đầu tư vô cùng hợp lý, máy ép cám viên S250 là một sự lựa chọn chân ái dành cho các hộ chăn nuôi. Quý vị và con thấy không, việc tự làm cám viên tại nhà rất chi là đơn giản, nhanh gọn và dễ dàng. Đã thế lại còn giúp bà con tiết kiệm thời gian cũng như là chi phí thức ăn chăn nuôi nữa. Còn chần chờ gì nữa mà bà con không nhanh tay, nhấc điện thoại lên gọi ngay đến cho Bình Quân Group chúng tôi theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình để nhận tư vấn 24/7, báo giá cụ thể cũng như là hỗ trợ đặt mua sản phẩm. Cảm ơn quý vị và con đã dành thời gian để theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.